Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn xử lý một cái file hình nó bị mù. Nó bị mù và nó bị ao nét. Thì mình có hai cách để xử lý cái file này ha. Cách thứ nhất á, chúng ta sẽ làm trên Photoshop. Rồi, để làm vậy chúng ta sẽ nhân lớp file hình lên. Hình trên Z chúng ta nhân lên một lớp, sau đó chúng ta sẽ vào app image, chúng ta sẽ chọn supply. Ở đây có nhiều chế độ màu sắc nhưng mà làm trong hình lại thì chúng ta chọn supply, còn để supply nó sẽ làm cái file hình của mình trong đi lại. Tùy theo trường hợp mà chúng ta có thể tăng giảm ở đây. Nếu mình làm trong quá hình nó sẽ rất là dễ bị gắt, nên ở đây tôi sẽ làm khoảng 90%. Rồi, hình này nó sẽ bị ao. Chúng ta sẽ vào filter để mình tăng nét lên một chút. Mình sẽ vào shop band để mình tăng nét lên. Shop band chọn ultra shop. Ở đây, bạn thấy mình tăng nét lên. Tăng để vừa nhìn thôi, tại vì cái hình này bị ao á, mình chỉ tăng lên được một ít thôi chứ không có cách nào để mà làm cho nó rõ hơn. Sẽ tăng cái độ nét lên. Đây là trường hợp mình sử dụng Photoshop mình tăng nét. Tăng lên được một ít, sau đó chúng ta sẽ dùng noise để mình làm hột hạt một tí. Em noise được không? Hạt lên, ok. Rồi, đây là cái cách thứ nhất để chúng ta làm cho cái file mình trong lên. Rồi, mình trường hợp như các bạn dùng Photoshop cũ, không có camera raw á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh số 1. Còn cái lệnh số 2 để mà sử dụng tiện hơn á, thì chúng ta sử dụng camera raw để mình làm trong hình. Làm trong hình á, thì camera raw thì các bạn vào filter và camera raw để mình chọn cái lệnh này. Ở đây cho mù thì mình chỉ kéo phần đen xuống, show highlight xuống một chút. Và sau đó chúng ta kéo phần khi mà kéo trong lại một chút thì chúng ta sẽ vô Amono để tăng nét lên. Cái này đó chúng ta làm mịn lên, hoặc là chúng ta tăng nét lên. Đây là phần tăng nét. Ok, vậy là bên camera raw xử lý nó cũng tương tự như bên Photoshop. Rồi, đây, hai file nó cũng không chênh lệch nhau đó. Trường hợp các bạn không có camera raw thì các bạn xử lý trên printer cũng rất hiệu quả. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng phần mềm. Rồi để khi mà xử lý xong cái file ảnh bớt mù á, thì chúng ta có thể thêm một tí ánh nắng màu vàng vô cho hình nó sinh động hơn. Thì ở đây á, thì chúng ta một á, là sử dụng camera raw. Camera raw á, thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh này. Rồi, chúng ta sẽ chọn reset màu để mình kéo cái ánh sáng màu vàng từ cái hướng này xuống á, thì chúng ta chỉ được lít chuột và đè kéo cái màu đỏ đó xuống và kéo màu vàng đó. Đấy, kéo một tí màu vàng hoặc
điều chỉnh màu theo ý thích của mình. Nó hơi vàng vàng chút là ok. Ok, đây là xong. Còn bạn muốn đánh từ printer thì chúng ta vào render. Render nó có cái lệnh đó, chúng ta bỏ vào đây để một góc này. Đó, đây là lệnh đó, đánh nắng vào nhìn nó cũng hơi ảo diệu chút, nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà đánh cái file hình nó sẽ rất là dễ bị ánh nắng này nó táp vô, nhìn nó khi mà xuất file hình ra ảnh nó sẽ bị xấu. Chúng ta bôi cái này đi, bởi vì trước sẽ bôi cái lớp đó đi. Đó, ok rồi, vậy là xong. Chúc các bạn thành công.